Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì mình Hách Giết Gia Minh ngày hôm nay sẽ hướng dẫn tất cả các bạn về cái vấn đề mà kiểu mọi người chỉnh cái độ nhảy bắn bình thường này đúng không? Lâu lâu cái tự nhiên độ nhảy nó bị nhanh hơn, kiểu bây giờ độ nhảy vậy nè, đó, xong cái mọi người bắn được một lúc cái tự nhiên cái này nó bị nhanh hơn bình thường này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ vô game mình test. Mà bắn không có cùi đâu, mấy lần này có bình thường hiểu không? Nhanh quá nhỉ. Nhanh thế. Ồ, đầu nhà này cũng được đấy, nhưng mà bắn một lúc là nó bị sida ngay. Nào bắn mình nhỉ? Rồi. Đồ nhảy bắn này, đồ nhảy này bắn rất ảo. Đấy. Ôi giời ơi, đột nhạy nó bị seeker wear quá anh em ơi. Đó là khi mà sử dụng cái đột nhạy. Gọi là cái ô, đồ, để cái này nó ảo quá ha. Đồ, ảo quá à. Đồ, để đột nhạy này ảo quá. Ảo thế nha. Mình sẽ để cái DPI là đột nhạy X là 2.80. Đồ này là 1.40, nếu mọi người tham khảo theo mình. Ok, tắt đi. Mọi người để cái đồ họa không trưng bày DPI mọi người để sang là 480, tùy chỉnh 1.480 thì mọi người để cái đồ nhảy ít y như mình. Rồi. Giờ mình sẽ thể hiện ngay sau đó mọi người ra tự. Giờ mọi người gọi là không cần phải nhấn kiểu control mà để lòi con chuột ra làm gì nữa. Mệt. Không, mình thấy mệt không? Rất mệt. Quay cả con chó từ xuống, quay cả con chó. Đấy. Nay vô phòng viện nào cũng toàn mấy thanh niên mặc đồ đá banh ha. Ôi bánh ngáo thế này. Rất là chưa quen. Ok, nhưng mà để đồ này có vẻ hơi lắc này. Ui trời ơi. Trời ơi má ơi ngáo đá lắm. Lắc là sao ta. Đấy, để đồ nhảy này thì mọi người sẽ chơi rồi là nó thuận lợi hơn. Đấy. Mọi người sẽ không bị gọi là lúc nhanh lúc chậm đâu, mọi người cứ đợi hoài luôn. Ui giời ơi, ngáo đá được rồi. Cho mày một cái one shot thôi. Thôi rồi. Xong nó lắc thế nhỉ. Mình hình như để sang cái DPI này mấy sẽ lắc hơn nữa. Nhưng mà nó lại được cái độ nhảy. Theo mình là cảm nhận là vậy nè, thấy không? Độ nhảy nó lại gọi là mượt như gọi là cơm nước.
Có khi chơi được nhảy kia ngon hơn.